What's up? Xin chào 500 anh em. Thì cũng như tiêu đề các bạn đã đọc được thì hôm nay mình sẽ cùng mở hộp một chiếc bàn phím rất là đặc biệt, một chiếc bàn phím mà được làm dành riêng cho những fan hâm mộ của thằng Avenger. Đó chính là chiếc bàn phím Evolu Avenger. Đây là phiên bản Avenger và có nó làm theo cái biểu tượng của thằng Captain American ở đây. Thì bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem sơ qua cái hộp của nó. Bên ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy tổng quan về chiếc bàn phím như thế này. Nó đang sử dụng Blue Switch đây. Đó, có cả hình của anh Cap nữa. Đây là một chiếc bàn phím mà phải nói là thiết kế rất là đẹp mà chỉ dành riêng cho những fan của Marvel mà thôi. Rồi bên mặt này thì chúng ta vẫn thấy chiếc bàn phím. Và có đây là Avenger Age of Ultron, tức là phiên bản Captain của trong bộ phim Age of Ultron. Và các cái thông số khác rất là nhiều. Rồi mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi ok, mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn coi nhé. Vâng, chết mẹ, phím đâu rồi? Đậu mẹ. À, phím nó đã bỏ đâu rồi. Thì ở trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ của thằng Evolu. Một trong những sách mà để chú ý hết. Rồi ok, ta không còn gì hết. Quăng cái hộp sang một bên. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem thử chiếc bàn phím này có gì đặc biệt nhé. Ok, let's go. Ở đây, đây chính là chiếc bàn phím Evolu phiên bản Avenger. Đó, các bạn có thể thấy là nó rất là đặc biệt, nhìn rất là bóng luôn, rất là hấp dẫn. Có thể nói là đây là một trong những chiếc bàn phím mà mình thấy đẹp nhất và có kiểu dáng thiết kế độc đáo nhất từ trước đến nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái tổng quan bên ngoài. Thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc bàn phím thiết kế theo kiểu hơi hầm hố một chút. Nó sẽ bề ra ở các cạnh. Và chúng ta sẽ có một cái mặt kim loại màu xanh ở đây. Cái màu xanh này chính là cái mặt kim loại của bàn phím nhé, chứ không phải là bằng nhựa. Nó được phủ sơn màu xanh kèm với lại tông pha màu đỏ của các cái viền xung quanh như thế này. Các bạn có thể thấy là các cái viền xung quanh đều có pha màu đỏ. Thì đây chính là cái màu xanh và màu đỏ của trong cái bộ giáp của Captain. Ngoài ra thì chúng ta vẫn thấy sẽ có một cái logo Avenger Age of Ultron ở ngay bên phải góc trên như thế này. Làm rất là đẹp. Và nó được khắc laser nằm ở trên. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường cắt này là cắt xuyên qua luôn nhé. Đó, rất là nổi bật. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một số cái chữ dòng chữ nhỏ này. Này chúng ta sẽ có ở phía dưới này chúng ta sẽ có biểu tượng là Captain America. Và cái biểu tượng này nó cũng sẽ phát sáng khi mà mình bật đèn LED lên. Ở phía trên này cũng vậy, cũng có dòng chữ là Captain America luôn. Đó. Ở dưới đây ngoài ra nó còn có chữ là dòng chữ Winter Soldier nữa. Chiến binh mùa đông. Ok, ở đây trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bộ keycap của nó. Bộ keycap của nó thì lại được giả kim loại nha các bạn. Keycap là nó được sơn màu bạc bóng loáng, nhìn giả kim loại. Nếu như các bạn soi ra ngoài ánh sáng thì nó sẽ kiểu như là gần giống như là cây cáp kim loại luôn, nhưng thực ra nó chỉ là cây cáp nhựa thôi. Nhìn rất là đẹp và được sơn bóng lên, phủ lên, nhìn y như là một cái tấm khiên của thằng Captain mà được đặt lên đây vậy, được chế tác thành một chiếc bàn phím như thế này, rất là xuất sắc. Rồi chúng ta sẽ đi sang về mặt sau. Mặt sau của chiếc bàn phím này thì hoàn toàn là màu bọc đô luôn, màu đỏ hơi nâu một chút. Đó, chúng ta vẫn sẽ có 4 miếng cao su ở 4 bên. Ở đây thì chúng ta sẽ có 2 cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím, không có gì đặc biệt. Ở giữa thì chúng ta sẽ có cái tem Evolu và có hình thằng Captain American cũng như là cái chữ Avenger Age of Ultron. Rồi, đằng trước lật lại chúng ta sẽ đi đến về cái phần dây cáp. Chiếc cáp của em này thì lại được làm bằng dây cáp bọc dù rất là chắc chắn, có đầu chống nhiễu luôn, có đầu chống nhiễu đây, và đặc biệt là cái đầu của nó đều có in chữ Evolu, đầu USB đây, rất là đẹp. Nói chung là nó làm cực kỳ chắc chắn luôn. Nằm phía dưới bộ cây cáp này chúng ta sẽ có hệ thống Black Switch của thằng Evolu. Cái Black Switch này thì nó sẽ tương tự như Red Switch nhưng mà nó sẽ nặng hơn và cho cảm giác bấm đầm tay hơn, thao tác chính xác hơn. Và cái hệ thống Switch này là của thằng Evolu tự làm luôn, chứ không phải của thằng Switch khác, của thằng hãng khác. Và hiện tại thì mình chưa có bản Blue nhé, tại vì bản Blue hiện tại đang cháy hàng rồi, mình không thể nào đặt được. Thì mình chỉ đặt có duy nhất một con này thôi để review cho các anh em xem thôi. Đó, chứ còn những con này thì giá cũng hơi mắc.
Ok, vậy chúng ta sẽ đi ngang sơ qua về cái hiệu năng của thằng bàn phím này. Và bây giờ mình sẽ sang đến cái phần đó là đèn LED. Cái phần đèn LED của con này thì phải nói là cực kỳ đẹp. Nếu như các bạn đã biết LED RGB 16,8 triệu màu rồi thì cái con này nó cũng là những hệ thống đèn LED như thế, nhưng mà nó có rất nhiều hiệu ứng đẹp nữa. Thì mình sẽ cùng cho các bạn show cho các bạn coi nhé. Ok, như các bạn đã thấy là sau khi mình tắt hết đèn đi và để cho bàn phím này kết nối với máy tính thì các bạn thấy hệ thống đèn LED của nó nhìn cực kỳ là đẹp, đặc biệt là do cái bộ keycap của nó được sơn bóng màu bạc, cho nên là khi mình tắt đèn thì tất cả những cái hiệu ứng nó sẽ được nổi bật lên, giống như là gấp lên hàng gấp đôi hoặc là gấp 3 lần bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ qua những cái đặc điểm nổi bật trước, cái riêng biệt của con này. Đó là cái phần phía dưới này chúng ta sẽ có logo của thằng Captain phát sáng, phía trên là có chữ Captain America. Và đồng thời ở hai bên hông chúng ta sẽ thấy có sự phát sáng rất là lớn. Đó, rất là đẹp luôn, cả hai bên hông này nữa. Đó, nói chung là quá đẹp cho một cái kiểu thiết kế như thế này. Ngoài ra thì về hai cái đèn gầm này chúng ta còn có thể bật tắt nó hoặc là chuyển từ chế độ sáng im và chuyển sang đó là sáng chớp tắt như thế này, rất là đẹp. Và đặc biệt cái hệ thống LED của em này thì phải nói là rất là bá đạo luôn. Đó, bây giờ mình sẽ cùng thử cho các bạn xem các cái chế độ LED của em này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ sang cái phần khá là quan trọng, đó là phần test cái cảm giác gõ cũng như là tiếng gõ khi sử dụng con này. Thì con này đang sử dụng là Black Switch, thì các bạn nên nhớ là Black Switch tức là cái switch cho cảm giác gõ nặng nhất nhưng lại không hề có tiếng cũng như không có cảm giác khắc. Chính vì vậy thì tiếng của con này phát ra cực kỳ êm và cho cảm giác gõ rất là đầm tay. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn một đoạn. Đó, các bạn như các bạn thấy thì cái tiếng click kêu của con này hầu như là không phát ra và nó không có sự ồn ào khi mà mình sử dụng như các cái switch blue. Và cái cảm giác bấm của con này thì rất là đầm tay do nó có cái độ nặng hơn là blue switch. Và cái chính vì sự đầm tay đó mà mình gõ thì nó sẽ có cảm giác trên đầu tay rất là tê, rất là sướng, và đặc biệt là nó sẽ có cái chữ chính xác tốt hơn. Khi mà mình sử dụng mà các bàn phím này mình sẽ biết được là mình đã chạm được vào phím hay chưa và có cái độ phản hồi rất là tốt. Ngoài ra thì cái độ bền của Black Switch nó cũng được đánh giá cao hơn là độ bền của thằng Blue Switch do nó không có khất cũng như không có tiếng click key ở trên hành trình của nó. Và đây là cái bài đánh giá sơ qua của mình về chiếc bàn phím eBlue phiên bản Avenger. Thì các bạn thấy sao với chiếc bàn phím này với giá chỉ hơn 1 triệu thôi? Thì các bạn đã có một hệ thống đèn LED RGB cực kỳ bá đạo, một phiên bản mà chỉ dành riêng cho những bạn fan của Avenger hoặc là fan của Captain. Đó, phiên bản này mình thấy nó cực kỳ xứng đáng để sưu tầm, với cái giá như thế thì cũng quá là hời rồi. Và mình thích nhất là cái hệ thống đèn LED của em này, nó rất là đẹp và cả cái thiết kế của nó nữa, nói chung là hoàn hảo đối với những fan mà đang theo dõi bên Marvel.
Mình rất là thích chiếc bàn phím này cho nên mình đã mua về sưu tập và cũng như review cho các anh em xem. Tất nhiên thì mình sẽ không bán chiếc bàn phím này nhé, tại vì mình chỉ có một chiếc thôi để trưng bày thôi. Các bạn có suy nghĩ gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới nhé, xem có đáng mua hay không. Đấy. Thì với mình thì con bàn phím này là cực kỳ tuyệt vời rồi, không còn có gì có thể chê trách được nữa. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. À quên, nhớ like, subscribe và share giúp mình để mình lấy động lực làm thêm video nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bây giờ mình chiến tiếp đây. Con này đẹp vồn nè.